Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Mad TV. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục Friday Box mỗi tuần. Friday Box của Mad TV đó là tổng hợp những món mà Mad TV đã mua trong tuần này và gói gọn vào trong cái thùng này. Toàn là những món đồ liên quan về quần áo này, làm đẹp này, trang sức rồi mỹ phẩm chẳng hạn. Thì có một điều trước khi mình unbox cái thùng ngày hôm nay, mình muốn nói với các bạn là xin lỗi mọi người ơi. Nếu mà mọi người nhớ thì là trước cái Friday Box này, mình có một cái video clip hồi đầu tuần đó là mình đi dự khai trương của shop Couple TX và mình mua đồ khá là nhiều đúng không mọi người? Mình mua cả triệu luôn. Nhưng mà lỗi mình. Và hôm nay mình quay một buổi sáng mọi người. Buổi sáng mình hay lắc lắm và mình để quên hoàn toàn những cái món đó ở nhà của một người bạn của mình nữa. Cho nên là những cái món đồ mình mua trong cái buổi khai trương Couple TX á, mình sẽ hẹn mọi người vào Friday Box tuần sau nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với món đầu tiên của ngày hôm nay. Tăng vít xăng. Không phải đâu nha mọi người đừng hiểu lầm. Mọi người khoan click back. Vì đây thật sự là quần áo nha mọi người. Đây nè quần áo chứ không phải là lạp xưởng vít xăng nha mọi người. Thì ai á mà hay đi mua cái dạng đồ này thì sẽ chắc chắn sẽ biết được cái kiểu đồ này thuộc về dạng shop nào. Đó chính là second hand. Ok, thì cái món đồ này á là do chị mình mua cho mình, mua cho nha mọi người. Nên là mình không có biết giá. Tuy nhiên á mình cũng đoán được mại mại. Bởi vì chị mình mua ở một cái shop mà gọi là nó gắn liền với tuổi thơ cũng như tuổi thanh xuân của mình luôn. Shop không có tên. Hồi xưa thì mình hay gọi là shop đồ si chị Tâm chợ Tân Định. Đó, cùng tên với mình luôn. Thì bây giờ chị bán ở số 6 Hoa Huệ, phường 7 quận Phú Nhuận. Thì đồ si đa của chị này là đồ tuyển nha mọi người. Hình như là mình nhớ không làm, chị lấy đồ Mỹ với lại đồ Hàn. Và kiểu cái style đồ nó cũng theo cái gu của người nước ngoài nhiều hơn là những cái kiểu đồ mà thuần châu Á hay là kiểu Việt Nam mình á. Nên là hồi nhỏ mình cũng được các bạn bè gọi là hay đặt cho cái kiểu mà nhỏ này mặc đồ khác người quá, là tại vì mình mặc đồ si á mọi người. Đó, lúc nào cũng hơi đi trước thời đại một xíu, với lại kiểu là cái style đồ nó cũng theo mấy cái gu bên phim Mỹ hơn. Chị mình đã mua cho mình bộ này. Các bạn thấy không, màu sắc của Mad TV quá nhiều trong bộ này luôn. Đó là gì? Mickey. Thì bộ này á là mạc là ở mua ở Disneyland luôn nha mọi người nè. Của hãng Disney sản xuất luôn. Đó. Ý chị mình nói là mình cái chị mua liền cho em, chị ruột mình mua liền. Và có bộ pyjama, một bộ đồ ngủ mà cái form phải nói là trời ơi nó tuyệt vời luôn. Lúc mà tôi nhìn sơ qua tôi thấy cái form là tuyệt vời đối với tôi. Bởi vì tôi là một cái loại người mà thích mặc đồ rộng và đặc biệt luôn á là đồ ngủ rộng. Đó, nhất là pyjama mặc rộng mới mát. Có những cái loại vải mà có mọi người nên mặc rộng chứ đừng nên mặc chật, hoặc là đừng nên mặc vừa mà nên mặc rộng. Đấy, pyjama là một trong những cái loại mà mình nghĩ là mọi người nên mặc rộng. Bởi vì sao? Cái loại mà pyjama mọi người mặc rộng thì nó sẽ mát hơn. Những cái vải pyjama thường nó sẽ là những cái vải phi phi bóng như thế này nè. Thì những cái vải phi bóng mọi người mà mặc vừa thì nó sẽ gọi là sao ta? Nó không có độ co giãn, khi mọi người mặc vô thì nó sẽ hay có những cái chỗ gấp khúc của trên cơ thể mình này, nó sẽ làm cho những cái việc mà hằn lên đồ á, cái đồ nó ôm vô người á thì nó sẽ bị gọi là hầm và nóng hơn và khó chịu nữa. Mà ngủ thì không ai muốn khó chịu đúng không? Nên là mọi người nên mặc đồ rộng. Disney thì người ta không có sản xuất ở Việt Nam. Cho nên là hả, muốn mua đồ của Disney ấy, thường là các bạn phải mua là kiểu mà nhờ người bên bển mua, hoặc là chỉ có mua đồ si mới có mua được đồ của Disney thôi. À, và nhìn tổng thể nó rất là dễ thương. Trời, cái quần á này nè mọi người, cái quần nhìn cũng rất là thoải mái nha. Cái form đúng cái kiểu tôi thích luôn, là cái form suông rộng to ra chứ không, cái ống không có bị ôm vô chân, tại vì bắp đùi tôi rất là to. Cho nên là hả, khi mà mình mặc đồ mà kiểu quần nó suông được á thì nó rất là dễ gây bị bó ở cái phần bắp trên. Đó, cho nên là mặc quần rộng cũng rất là thích. Tuy nhiên á thì cái quần này hơi rộng lố quá anh xíu, là cái phần này nè nó bự, mà cầm lên là mọi người đã thấy là nó bự rất là nhiều hơn cái cổ của tôi rồi, cho nên là mặc vô á thì nó hơi bị xệ xuống. Nhưng mà nếu mà muốn đẹp á thì mọi người chỉ cần cắt ra và lấy cái thun ở trong rồi mọi người rút lại, đó là cho nó cho nó nhỏ lên một xíu là được. Tại vì quần rút thun, cái dễ cái hay của mặc quần thun á là rút thun được. Ê mà mắc cười lắm nha mọi người, lần đầu tiên tôi biết có size là LL. Bình thường mà thấy XL hoặc là XXL hoặc là XXL, còn này là size LL luôn. Cái này á thì tôi thấy ở trên này có chữ Nhật thì tôi nghĩ á là quần này được nhập từ Disney Nhật Bản, và cái thun bản cũng thích nó là trời ơi bản to. Mình nói bao nhiêu lần với các bạn rồi đúng không, quần mà quần thun á là mình luôn thích là thun bản to, chứ thun bản mà cỡ nhỏ nhỏ bằng lóng tay này mình không có thích, tại vì cái rút thun của nó rất là xấu. Như lúc đầu mình đã giải thích với bạn đúng không, thì hôm nay mình để lỡ để quên đồ cho nên là đồ hôm nay cũng không có nhiều. Thì đây là món cuối cùng trong Friday Box ngày hôm nay và nó liên quan đến mỹ phẩm. Thì hôm nay mình sẽ unbox cái hộp này. À, cũng không có tốn tiền luôn mọi người. Trời, cái Friday Box tuần này nó đã gọi là ít đồ rồi mà nó còn không tốn tiền nữa. Không có để các bạn tốn tiền như mọi lần được. Đây là một cái gói quà của bên nhãn hàng Lemonade.
gửi cho mình với vị trí là gửi tặng KOL Mail TV, kiểu mua về review. Hồi đó mình còn bày đặt tập tành làm beauty blogger các thứ, và sau đó thì mình thấy không hợp nên là mình đã tạm ngưng. Thì cũng nhờ cái đợt đó mà một số nhãn hàng cũng biết đến mình, lâu lâu cũng có bên nhãn hàng gửi cho mình. Thế nên là rất cảm ơn Lemonade đã nhớ đến Mail TV nha. Đây, một hộp đồ quà rất là to. Này chắc là bộ sưu tập mới của Lemonade. Tôi có chỉ biết được là Lemonade là một kiểu local brand, toàn là hợp tác với lại các gọi là các ngôi sao nổi tiếng của Việt Nam như Đông Nhi và rất nhiều người khác. Mọi người ơi, tôi biết collab với ai rồi. Cái bộ sưu tập lần này collab với Châu Bùi. Một cái tên xuất hiện rất là nhiều dạo gần đây, và Châu Bùi cũng là một trong những KOL mà mình khá là thích của Việt Nam mình. Cái gương mặt của Châu Bùi rất là hút, rất là lạ. Cái tông màu chủ đạo của Lemonade lần này là khác với những lần trước. Thì lần trước đa số màu chủ đạo sẽ là màu thiên về màu cam hoặc là màu vàng. Nếu mà có đậm đi thì là cũng là màu nâu cam, nâu vàng. Nói chung là ngã tông vàng rất là nhiều. Thì Lemonade đợt này lại là hoàn toàn là đỏ, và đỏ kiểu đỏ đen, đỏ rụ luôn mọi người. Mang một cái thần thái rất là quyến rũ, rất là gọi là huyền bí. Trời ơi, sao tự nhiên hôm nay tôi nói chuyện giống như là một beauty blogger thiệt vậy mọi người. Thôi đó, một chút ảo tưởng của tôi thôi, mọi người đừng nghĩ thiệt nha. Và có để cái chữ là makeup and expression, là một cái sự phối hợp giữa makeup và fashion, thì giống như sự phối hợp giữa Lemonade, chị Quách Ánh và Châu Bùi. Yeah, tôi nghĩ là vậy. Đây, một cái tủ ha. Ố cha, rớt ra một tấm card và makeup expression, một tấm hình của Quách Ánh và Châu Bùi, Lemonade. Ở đằng sau là gửi Mail TV, có chữ Mail TV lên luôn nha mọi người. Ánh tin rằng bộ sưu tập Perfect Couple Lip and Lips and Duo Foundation phiên bản đặc biệt Fashionista sẽ mang đến cho trải nghiệm, cho bạn trải nghiệm thú vị. Có chữ ký của Quách Ánh và chữ ký của Châu Bùi luôn. Và có những dòng Châu Bùi gửi gắm nữa nè. Makeup and Fashion thì cái bộ này gồm có theo như catalog ở đây thì hai cây son kem và một cái foundation. Kiểu các bạn sẽ bấm xuống để nó xịt ra chất kem ở trong á. Thì mình thấy là nó có hai bên. Một bên là kem lót và một bên là kem nền. Thì các bạn sẽ thoa nó vào nhau. Thay vì hồi xưa thì chúng ta cũng sẽ hay có cái dạng là hồi xưa mình hay trang điểm theo kiểu đó là cho nó lẻ đó mọi người. Có người thì sẽ cho thêm kem dưỡng ở trong nữa, xong rồi có người sẽ cho thêm kem chống nắng nữa. Nói chung là có được bao nhiêu cái áo lên mặt á là người ta sẽ bỏ ở đây hết, xong rồi người ta xoa ra thành một cái hỗn hợp người ta đắp lên mặt. Thì giống như nghe như kem trộn ha, thì cũng dạng vậy, người ta cũng trộn lại như vậy mà, nhưng mà cái đó mình làm theo kiểu makeup thôi chứ không phải là dưỡng da. Thì ở đây có kem lót là trimmer nè, dạng treo lỏng trong suốt thấm nhanh cùng công nghệ ngậm nước trong các phân tử giúp cung cấp và duy trì độ ẩm cho da. Kem lót còn chứa các phân tử siêu nhỏ giúp kiểm soát dầu. Ok, thì đó là kem lót. Còn phần kem nền đó là kem nền siêu bền, kết cấu lỏng, dễ tán, có độ che phủ cao, lâu trôi, không bết dính, không nặng mặt, thì cái lớp nền của các bạn sẽ nhìn tự nhiên hơn, không có bị móc lên. Thì tiếp theo là son. Ở trong này là để hai cây son, nhưng mà trong này mình thấy là tới 5 màu son này mọi người, là có màu Beauty Class, Lemon Pop, Ruby Earring, Red Hills và Plus Braillet ha. Cái chữ này mình không biết đọc. Braillet. Nói chung là những cái màu của đợt này nó sẽ thiên về màu đỏ. Đỏ mà đỏ có cái tông rụ nha mọi người. Đỏ có tông hồng nè, đỏ có tông rụ nè. Đa số những cái màu trước đây của Lemonade nó sẽ có luôn luôn có màu cam, luôn có màu cam ở trong đó. Luôn luôn có tông cam. Hoặc là kiểu nguyên một bộ sưu tập kiểu 9 cây, 10 cây đi thì chỉ có 2 cây là tông đỏ, mất ít tông cam thôi, còn lại là sẽ có màu cam trong đó, hoặc là sẽ có màu nâu đất ở trong đó. Còn đây là đa số là màu đỏ nha mọi người. Chỉ có cái màu mà Lemon Pop này là mình thấy có màu cam này, là giống như kiểu cam đất nhưng mà vẫn có cái ẩn đỏ ở trong. Là có nghĩa là nó có hai đầu thì mỗi đầu là một màu. Xong rồi các bạn có thể mix hai cái đầu ở trên dưới lại với nhau thành một màu khác. Ở trong này nó có cái bảng, đây là cái bảng mà nãy giờ mình nhìn á, thì nãy giờ mình cứ tưởng là nó là màu một cây thì nó ra màu này, nhưng mà thật ra là nó có chia tới 3 màu của một cây và có màu trên, màu dưới và cái màu mix lại với nhau. Đấy, thì các bạn nếu mà các bạn mua một cái hộp như thế này, cái hộp này là người ta tặng cho mình, nhưng mà chắc là người ta cũng có bán một cái phiên bản một cái hộp quà như thế này để cho các bạn có thể đem tặng quà hay các thứ, đúng không? Thì sẽ có những cái màu trên cái vỏ chia ra những cái màu khác nhau trong đúng cái catalog này và để đúng theo thứ tự luôn, theo mình thấy là vậy. Bên dưới này mình sẽ có một cái ngăn tủ nữa. Dễ thương quá. Ngăn tủ như thế này thì bên trong là hộp foundation. Trước giờ son của Lemonade thì kiểu chất kem thì mình cũng biết qua rồi và mình cũng có xài nhiều rồi. Đây thì nguyên một chai nó sẽ như thế này nè mọi người.
Màu này là màu AC001, là màu trắng nhất nha mọi người. Ở đây thì người ta có 3 tông màu cho cái foundation này, là màu light là màu trắng sáng nhất. Đấy, màu 02 là màu medium light, là màu hơi trắng. Cái màu này mình nghĩ là medium light là cái màu thuộc là dạng là tự nhiên, và cho những cái bạn nào mà muốn da trắng hơn một tông thì nắp rất là dễ thương nha, có chữ perfect couple ở trên nắp, xinh, màu rất là xinh, bắt mắt. Cái chai cũng không quá to, đấy, vừa tay này. Thì ở trên đây nó sẽ có hai cái đầu nhấn qua nhấn lại. Đâu mình thử nha. Thì bên trên này nó có chữ, dòng chữ rất là nhỏ luôn. Nếu mà không để ý các bạn sẽ không thấy chữ đâu. Thì primer là bên phải, còn foundation là bên trái. Ồ, nó ra cái foundation sớm á. Còn cái primer nó chưa ra đây. Primer ra rồi. Ok, thì theo mình thấy ha, là cái chất của cái primer, cái kem lót á, cái chất kem cũng không quá lỏng, cũng không quá đặc. Thì ở đây là màu sáng nhất. Nhưng mà theo mình thấy thì cái màu này chưa phải là sáng nhất đối với mình. Thứ nhất á nha, là thơm. Thơm cái mùi à. Cái mùi này, cái mùi giống như hoa lại vậy đó. Như mùi nước hoa vậy. Nó trắng theo cái kiểu mà trắng hồng hồng, sáng hơn cái da của mình. Theo mình thấy cái lớp nền này nó không có quá nhiều độ cover. Nó không có quá dày, nhưng mà nó tự nhiên lắm nè. Đấy, và nhờ cái lớp dưỡng á, thì mình thấy được là cái lớp foundation này nó mịn, nó êm, sờ lên da là thấy mê. Hèn chi mà lúc mà mình xịt ra mình thấy nó bọng nước. Thường là lên màu môi nó sẽ khác nữa, tại vì môi mọi người có sắc tố khác nhau. Tuy nhiên là mình cứ swatch ra tay đi ha, tại vì cái clip này cũng không phải là clip swatch son. Đây, một cái son nó như thế này. Thì dòng son của Lemonade cũng có rất là nhiều lần rồi, họ làm theo kiểu hai đầu như thế này và cũng khá là tiện lợi. Mình xài mấy lần rồi, mình xài mấy dòng rồi, thế là ok. Cái đợt này thì họ làm hơi bị kiểu cứng, đấy, mới tanh luôn. Thì đây là cây 05, màu ở bên dưới là cây 05 là plus brilliant, đọc không đúng à, mọi người đừng có mắng mình nha. Đó, thì Lemonade á là của Quách Ánh, nhưng mà được sản xuất ở bên Hàn nha mọi người. Cái màu bên dưới này là kiểu cam đào mà nó có tông đất vô, còn cây trên nó hơi đậm nha. Mình coi ở trên catalog á thì mình thấy nó siêu đỏ luôn nha mọi người, nó đỏ rụ luôn, nhưng mà khi mà mình thoa lên tay thì mình vẫn thấy được cái tông cam nè. Đó, như mình nói á, cái Lemonade này á luôn có bị ám ảnh với cái màu cam á. Màu trong này là màu kiểu thực ra thì nó cũng có hơi cam ở trên nè, nhưng mà cái màu cuối, cái màu cây đậm á thì nó sẽ đỏ đậm luôn. Còn này thì mình thấy tông đất nhiều hơn. Ok, thì đó là tất cả những gì mà mình đã review trong ngày hôm nay. Ôi, một cái file box không tốn tiền ấy, free nhưng mà có giá trị hết nha mọi người. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Like, share, subscribe MeTV, và cũng như là nhấn cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận được mọi thông báo mỗi khi MeTV ra clip mới. Nhớ nhấn cái chuông để nhận thông báo file box tuần sau. Hẹn gặp lại các bạn. Sayonara.